ông làm một mẫu may có đường may không chỉ, nói chung là làm nó cũng hơi phức tạp, mất thời gian chia lay yê này, vẫn phải chia lay yê nhé, mỗi một đường thì phải một ngày yê thì nó mới có thể sẽ không chỉ được. Ví dụ đường này đường số 1 thì cho lay yê 1 này, xong sang đường thứ hai cho nó sang thành lay yê 2. Ok, đường thứ ba cho nó thành lay yê 3. Đường thứ tư là nó mất rất nhiều ngày yêu, thì cái đường nào may thì mình để nó là may, còn đường nào mà không chỉ thì mình để là, ví dụ đường số 1 là đường may đúng không, đánh vào đây bình thường, đây là nhất là 1. Ok, ngày yêu 2 là không chỉ đúng không, mình chọn đây, mình không tích vào đây nữa nhá, không tích vào hai ô này, mình chọn nhất là 4. Ok, đường thứ ba là đường may đúng không, lại nhất là 1, tích vào đây. Ok, đến đường thứ tư là đường không chỉ đúng không, đây nhất là 4 và không tích vào hai ô này. Ok, đường thứ năm lại là đường may đúng không, đây là đây nhất là 1. Ok, được, xong mình lưu lại mẫu test không chỉ. Bây giờ mình ra máy mình thử nhé. Mũi chỉ 13 mini. Có điểm dừng luôn nhé.